cho đỡ mỗi chân. Yeah. Thì cả nhà mình sau khi kết thúc khu vực A thì mình bắt đầu di chuyển về đến đây là khu vực B, đó là khu vực chùa Vàng và Bạc. Thì chùa Vàng và Bạc đó như Toly đừng nói là chỉ có du khách Việt Nam được gọi thôi. Sự thật cái chùa đây có tên là Wat Preah Keo Morokat, có nghĩa là chùa Phật Hoàng. Tên của chùa Phật Hoàng nếu dịch ra. Do người Việt Nam, du khách Việt Nam đến thấy vàng bạc nhiều quá cứ gọi là chùa Vàng Bạc. Có một số người cho đến nhầm hai chùa, tưởng đâu là có hai chùa, sự thật có một. Và trước mặt mình đó là chùa Vàng Bạc. Khi mà cả nhà của mình bước vào tham quan cùng với Toly, và bên trong Toly sẽ có thể là làm việc hơi nhiều một tí trong đó. Yeah. Tại vì vừa rồi mình không đến gần khó làm việc. Thì một phần nữa mình đứng ở ngoài nó nắng lắm. Và cho nên như vậy Toly giới thiệu xong rồi cho mọi người xem. Đến đây Toly phải đến làm việc trực tiếp với nhà mình. Và rồi trước khi vào, giày dép của mình cho vào tủ, họ có cái tủ cho giày dép vào, đừng để phía dưới nha, cho vào tủ. Xong rồi bước vào bên trong, mũ cầm tay và vào bên trong không được chụp hình và quay phim. Và trước khi vào nơi đó thì Toly xin giới thiệu một lần, trước mặt của mình thấy có hai cái tháp. Và sự thật trong đây có bốn cái tháp, mình thấy hai cái tháp. Và hai cái tháp đó là một cái dành gọi là để hài cốt của vua và hoàng hậu rồi. Tiếng nôm na gọi là lăng tẩm. Và lăng tẩm. Và cái tháp bên kia là cái tháp của vua Ông Đuông. Nếu tính ra là ông cố của vua Sihanouk. Cái tháp bên đây là tháp của vua Norodom, là ông nội của vua Sihanouk. Hai cái tháp đây được làm từ năm xây dựng lên năm 1904. Xây từ một loại xi măng rất là đặc biệt. Từ năm 1904 cho đến ngày hôm nay không có rong bạc và không có rong bạc. Mùa khô mình thấy là cái tháp đây nó màu nó bụi nó bám, nó thấy là màu nó đen. Khi mà mùa mưa đến càng mưa càng mới, coi như là mình mới xưng hốt. Và mình xem thấy một cái tượng gọi là ngồi trên lưng ngựa chẳng, cái tượng đó là tượng của vua Norodom, một vua được dời đô từ phương Đông về đây. Nhưng mình thấy là đồng phục người Pháp, do lúc đó sống dưới chế độ thực dân của Pháp. Và cái lớp đây là phía sau lưng mình đây là đây, ngày xưa đây là lớp học của các sư học tiếng Pali, nhưng cho đến năm 1927 thì Campuchia có khả năng thành lập trường Pali, mới là đưa các sư vào trường đại học Phật giáo. Nhưng đây ngày xưa là trường gọi là lớp học của các sư. Và cái bức tranh mà sau lưng của mình đó, cũng là bức tranh vẽ từ năm 1904 và đó đi năm 1907 thì bức tranh này nó không được đẹp do nó trúng mưa trúng gió, như là mình xem trong cái bản đồ kia. Nhưng bây giờ đây cũng là được UNESCO bảo vệ rồi, và UNESCO thiết kế và bảo vệ, và để cho nó học thêm và giữ lại những cái gì còn từ ngày xưa. Và Toly xin mời cả nhà của mình bước vào tham quan chùa Vàng Bạc nha. Tại vì Toly thấy đang quan hệ.